6 đề 4 thực chiến đề lý. Thì người ta đang hỏi là ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài với kim loại nào sau đây? Thì các anh nhớ cho anh này, ánh sáng nhìn thấy có thể gây ra hiện tượng quang điện ngoài với kim loại đó là cesi. Rồi, chúc em học tốt.